Sự thật, khi mà tôi chở tôi lần đầu Việt Nam, như tôi nói, tôi có một cái sự chuẩn bị về thành công và trong đó có thất bại, tức là mình chấp nhận cái rủi ro. Rằng thứ hai là vì trong đó đã có ký một cái thỏa thuận, và cái thỏa thuận nó có những cái điều khoản. Tôi cũng không ngờ là chính phủ Việt Nam mình xài cái chữ lật lọng là đúng hơn. Lật lọng đến nỗi mà tất cả những điều khoản nó đem về, tức là thay đổi trở trở mặt đó. Cái vấn đề đó tôi có những tài liệu trên tay, Bộ Tư pháp hôm sau, liên ngành hôm sau, họ dùng những cái câu như là tiêu chí cái gì đó, một đống như vậy đó, tập đoàn là phía ra rồi cùng nhau suy nghĩ để mà đưa ra những cái mà nó không có đúng gì cho đạo lý cũng không đúng, mà luật cũng không đúng nữa. Tôi trả lời vừa rồi, tôi không phải viện để mà trả thù hoặc là căm hận một cái chuyện của mình rồi mình nói phát biểu một cách không phải. Tôi nói vừa rồi nó có hai cái ngụ ý. Một là tôi muốn đưa lên một sự thật cho chính phủ Việt Nam những người tốt thấy được. Thứ hai, đây là một cái sự thử thách. Một sự thử thách như tôi nói là thuốc đắng đã tật. Tức là mình nói lên một sự thật, có lẽ đôi khi những sự thật nó có đụng chạm hoặc là nó có chua xót một tí, nhưng nó là sự thật, nó là sự thật. Tôi sẵn sàng chấp nhận đối thoại nếu chính phủ Việt Nam cử một vị nào hay là bao nhiêu vị chất vấn tôi về cái vấn đề những câu nói của tôi không có căn cứ đi, tôi sẽ trả lời một cách trực tuyến. Tôi trả lời trực tuyến, tôi chấp nhận vấn đề đó. Do đó đó, đây là mình vấn đề đó. Thời buổi bây giờ, thời buổi hiện đại rồi, là Internet rồi. Việt Nam đừng có nghĩ là bây giờ những cái đạo luật mà là, gọi là mạng này kia rồi mà cứ cứ bịt miệng cái ém được. Trong câu chuyện của tôi bây giờ, tài liệu của tôi đã tung ra tùm lum hết, tôi gửi tùm lum hết rồi. Gần đây tôi gửi đầy đều hết, mà trước đây tôi cũng đã gửi rồi. Và tôi bây giờ tôi bắt đầu tôi cho tung tung tùm lum hết. Và tôi cho phơi bày hết. Cái gì có đó để cho mọi người ta tự người ta đăng 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 lấy, tự phơi bày lấy. Thì bây giờ cái vấn đề không nên bịt nữa. Không nên. Vì những cái vấn đề mình cứ đóng cửa mình trong bóng tối rồi mình giết người hay là mình hại người hoài, cái chuyện đó đâu có được. Việt Nam bây giờ cái chuyện một trong những cái đau đớn nhất hàng ngày đang xảy ra là vấn đề đất đai bị chiếm. Biết bao nhiêu cuộc dân người ta xuống đường, người ta phản đối, người ta bị hành hung, người ta bị đàn áp do cái vấn đề đều là vấn đề tài sản, đất đai của người ta. Tôi xin hỏi anh chị em nào sống thời đại nhị Cộng hòa, đệ nhất Cộng hòa, có nghe chính phủ đàn áp dân đi đi lấy của dân không, đi chiếm đất dân không? Người ta có cái dự luật 57 để phát đất cho dân. Tới đệ nhị Cộng hòa là có luật người cày, có ruộng cấp đất cho dân, đâu có bao giờ lấy của dân, mà cũng không đi lấy của địa chủ nữa, mua lại, mua xong để phát cho dân. Câu hỏi này rất hay, cũng là tôi lặp đi lặp lại, tôi từng nói rồi, tôi sẽ trở thành một cái điển hình vì cái hoàn cảnh tôi khá thuận tiện, là tôi ở ngoài, tôi dựa vào hiệp thương, tôi dựa vào luật quốc tế, nhưng mà dân trong nước không phải là không có hiệp thương làm cũng được. Phải nên nhớ công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, tức là về dân sự trong đó nó có vấn đề quyền và tài sản nữa. Thì những cái đó đó, tôi nghĩ là bắt đầu những thời gian tới chính phủ Việt Nam phải đối mặt. Còn riêng cái chuyện của tôi đó, tôi đã có tâm nguyện và tôi đã lặp đi lặp lại là tôi sẽ mở một con đường đấu tranh về vấn đề chiếm đoạt tài sản. Và tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam á, nên lấy một cái vấn đề, đây là một cái vấn đề báo cho mình thấy được một cái sai trái của, tức là những góc tối, những cái sai trái đó, đừng để tham quan làm cái ngày cái làm tới hoài. Bởi vì tất cả những cuộc biểu tình gì đó trong nước đó, trong đó cái dân quan kéo suốt từ mấy chục năm, tôi nhớ là những năm đầu năm 1990 mấy, lúc mà tôi đi làm hay làm đơn đi cầu cứu ở miền Bắc, tôi đi hay đi mang cả đơn ra miền Bắc đó. Thì tôi nhớ chính miệng chú Sáu Khải nói tôi là trời rét như thế này mà bà con người ta đó, sáng sớm người ta chầu trực ở trước nhà rồi, người ta đầy hết, người ta trước nhà, người ta đặt
chờ đợi đưa đơn, người ta cầm tặng tay đơn, người ta tới các nhà lãnh đạo, không phải chỉ nhà chỉ chú Sáu Khải, tất cả những lãnh đạo lớn đều có dân người ta bu đầy hết để mà người ta đưa đơn. Ở một cái đất nước thật sự đó, mình cái đó mình thấy đau lòng. Lúc đó tôi đã thấy đau lòng. Tại sao tôi còn trở về nữa? Tôi như tôi nói tôi muốn, tôi đã nhảy lên chiếc tàu rồi, thì dù tôi có xuống tàu nhưng chiếc tàu tôi vẫn đã từng lên rồi, thì tôi cũng trở lại và tôi cũng muốn quăng những cái đá, tức là muốn làm sao cho chiếc tàu nó nổi dậy. Nhưng mà nếu hoàn cảnh mình không cho phép mình làm cái đó là bó tay, nhưng ý chí của mình thì lúc nào tôi vẫn còn. Cái tranh đấu tôi ở ngoài này gì, tôi cũng thì trước tôi cũng đã nói tôi đã mở một con đường cho chính phủ Việt Nam, tức là bây giờ tài sản tôi đó tôi không cần phải nói, đừng có để cho hiểu lầm rằng nhà nước phải tốn một số tiền ra trả cho tôi bình bù thế này, không phải. Tài sản của tôi như vậy 8 triệu thước vuông đất, chỉ cần lấy bán một phần nào trả tôi thôi, còn cái phần kia quý vị có thể bán thành đóng vào ngân sách quốc gia hay gì đó, cái chuyện đó coi như là tôi cam tâm, không cần quý vị phải bỏ, chính phủ phải bỏ tiền ra cho trả cho tôi, không phải vậy. Tức là quý vị lấy một phần giá trị của tài sản tôi hoặc là tài sản tôi trả lại cho tôi, phần kia coi như là giải quyết một cách êm thấm với nhau. Tôi đã mở đường vậy, và thậm chí tôi viết hai cái lá thư gửi, một cho thủ tướng thời ông Nguyễn Xuân Phúc, sau này thủ tướng mới là Phạm Minh Chính, tôi cũng đã gửi và tôi cũng đã liệt kê, thư mới tôi liệt kê rất rõ là tài sản tôi theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm có tất cả những chi tiết, tôi nói là theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm, không phải tôi nói do tôi ra nha, trong bản án sơ thẩm phúc thẩm đã ghi rất là chi tiết, có 8 triệu mét vuông đất. Tài sản đó bây giờ trên xa 4 tỷ, tôi nói 4 tỷ là tôi nói khiêm tốn, tôi sẽ nói nhiều nữa là bắt đầu nói con số mình thì bây giờ 8 triệu nhân cho bao nhiêu, 8 triệu chỉ cần nhân cho 600 đồng một thước vuông thôi, 600 đô một thước vuông thôi, là nó 4 tỷ 8 rồi. Mà ở Việt Nam chỗ nào ở Vũng Tàu, Đồng Nai có cái chỗ nào là 8, 600 đồng một thước vuông không? Hơn xa. Qua một thời gian rất là nhiều nước đục béo cò, rất là nhiều công ty vô lấy, phá cơ sở tôi, lấy cơ sở tôi xây nhà, cơ sở đã sở hữu tôi xây nhà, lấy cả một khu đất đai của tôi xây, nào là cục thuế, nào là bảo hiểm gì, chiếm chiếm không chiếm đoạt, đó chiếm đoạt, nhà nước không phải không thấy vậy thôi, nhà nước phải có chính sách giải quyết. Tôi nói những này tôi thì tôi từ tôi kiện của tôi mới mường tượng ra ở ngoài đời hằng hà sa số những câu chuyện như vậy, chỉ có người ta chưa cơ hội, người ta chưa cơ hội để mà nói, để mà nói được một tiếng nói rộng thôi, chỉ làm ở một cục bộ là rồi bị dẹp, bị đàn áp. Tôi đã từng thấy có những chiếc xe ủi ủi dân lúc mà vô dẹp để mà chiếm mặt bằng, ủi dân rồi công an lôi lôi dân, kể cả người lớn tuổi lôi dân ép dân, cảnh đó xảy ra ở Việt Nam đất thường. Nhưng mà thời buổi ngày tới này tôi nghĩ là bắt đầu ngày những cái này nó sẽ quyết liệt, sẽ quyết liệt. Và phải nói dân người ta sẽ biết nhiều cách để người ta đấu tranh, biết cách đấu tranh. Chính phủ nên cảm thấy phải thay đổi đi, đất đai là đang ở quốc gia mình, dân người ta làm khá thì mình đánh thuế, nhà nước dân giàu nước mạnh, còn mình muốn lấy mình chiếm, mình lấy của người này của dân đi cho một cái nhóm người hoặc là một cái những cái công ty mà tức là họ có xăng sao đó, những công ty đó qua một cái thế lực để đi chiếm của dân đó, cái chuyện đó đâu có được làm được, đâu có nên làm được, làm gì không được.